Vâng, thưa quý vị, chương trình hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục với những lời tâm tình của tài tử Joseph Hiếu. Anh đã trong phim Ride the Thunder, This Is Us, NBC, Rambo và rất là nhiều phim khác. Hôm nay thì chúng ta biết thêm nhiều về những cái gọi là đằng sau cái bức màn của Hollywood, có những khó khăn mà anh đã trải qua. Thì thưa quý vị thấy là như anh vừa tâm tâm tình với chúng ta tâm sự là Hollywood cũng giống như là một cái đòn chính trị, cũng phải biết Một người bài này người chiến trường kia, em mà rất là khó mà rất là anh khó em. đã vào được, vậy Ngày là cách cũng may đây mắn đó anh Tường hả? biết không, cách đây 20 năm quý vị khán giả, nếu quý vị biết cái tên Sylvester Stallone là Rocky nhé, Rambo nhé, rồi Bruce Willis là Die Hard đúng không, Arnold Schwarzenegger là Governor của chúng ta đó, thì quý vị biết là hồi xưa nếu mà một diễn viên hay là một stuntman mà làm việc cho ông này thì không làm được việc cho hai ông kia. Họ chia ra cái group như vậy cho đến khi ba người này họ quyết định là bây giờ tụi mình là ba đứa action superstar thôi, bây giờ mình connect lại với nhau, thì họ mở một cái cà phê khá nổi tiếng vòng 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 quanh thế giới, và sau đó mới bán cái franchise đây. Tên là cái gì? À, anh Planet đó phải không anh? à, Đúng, ha? Hollywood Planet đó, sấm Hollywood tích. Planet là của Sylvester Stallone với Bruce Willis và À, Arnold chứ Schwarzenegger không phải là họ anh dựng lên. À không, ai này thì Planet hơi bị nhỏ. ở Kính thưa quý vị, thì thời gian đó họ cũng có chia rẽ rất là nhiều. Còn như em nói là chúng ta có nên tham gia vào Hollywood hay không, thì cái chuyện đó rất là nên, kính thưa quý vị. Vì nó là ngành chuyên môn. Diễn viên cũng phải có khả năng chứ. Nếu mà bạn trời sanh ra đóng đúng một cái vai nào đó, đúng vai, thì mình sẽ ok, nổi tiếng. nổi tiếng. Nhưng mà sau đó những vai khác bạn có đóng được hay không là chuyện khác. Thì tất nhiên là chúng ta cần phải đi học, học cách phát âm, học cách body movement. Quý vị, nếu quý vị coi cho kỹ nha, phim Đại Hàn với phim Tàu, thường diễn viên trẻ ưa bị cái là khi nói chuyện tay chân không biết làm cái gì với cái tay chân. How are you sir, mà cái tay cứ nghĩa là cái body control không có. Đó là những cái chúng ta chuyên môn phải học về cái động tác body language và cách phát âm, cái voice diction nó như thế nào để tất cả 50 tiểu bang nước Mỹ nghe đều hiểu. Thì chẳng hạn như em nghe tin tức buổi chiều của Đài Mỹ, em thấy không? Nghe rất rõ. Thấy không? Em đứng trong bếp mà em nghe TV họ phát âm rất là chuẩn, em nghe em hiểu hết. Đó là những cái họ phải học chứ không phải tự nhiên mà trời sanh được cái giọng như vậy đâu. Nhưng mà mình cũng phải có khiếu một tí anh Đúng ha, em, rồi rất mình học là trend. có khiếu Nhưng để mà train. cái vai đầu tiên mà anh đóng ở trong Hollywood là phim nào hả anh? Là cái phim quay ở lúc đó anh là ở trại tị nạn Philippines, thì đạo diễn tên là John Erman, ông ta là một trong những đạo diễn của cái miniseries như Roots, Root, Movieola, những cái phim lớn đó, dạ phim Root hay thì lắm. thì ông ta là đạo diễn đó, thì đó là cái phim Philippines đầu tiên đóng, tựa là Green Eyes, là cái anh lính Mỹ này anh có lấy một cô vợ Việt Nam. À em Nhưng mà có coi phim khi đó. anh trở ông trở lại anh tìm người con vợ đó, thì ông được biết là con của ảnh có mắt xanh. Tại sao ảnh mới đeo mắt xanh? Nhưng đó là một cái bệnh mà đứa bé nó bị mắt xanh trước khi nó chết. Thì Anh đóng cái vai gì trong đó? anh đóng vai là một cũng như là một người em vợ của cái anh lính Mỹ đó, em của cô đó. Thì cô đó đã bỏ đi rồi, thất lạc trong chiến tranh, thì khi anh Mỹ tới thì chỉ gặp người mẹ và người em trai thôi. Đó là Anh cái vừa phim có đầu coi tiên. cái phim đó nhưng mà sao không thấy, chắc lúc đó anh Còn nhìn bé lắm, khác lắm còn bé bé lắm, lắm, không còn bé nhận lắm ra. nha. Trong trại tị nạn thì Nhưng cái mà một làm sao mà bao nhiêu người mà ông lại chọn anh? bữa đó anh đang chơi đá banh em, thì mấy bà sơ trong cái trường dạy tiếng Anh đó, ông lôi cổ anh vô bắt anh thi. Thì đang quạo đó, thì anh cái quạo, cái attitude của anh nó đúng với cái vai là anh được có số Thế em. là ông chọn anh. Rồi sau đó là Sau anh. đó là anh làm cái phim Apocalypse Now, là một cái phim Của budget Mr. thời đó mà đã Brandon 75 Malone. triệu nhé, với Marlon Brando, Martin Sheen, Rob Duvall là những tài tử lớn thời đó. Thì anh được đóng cái vai nhỏ nhỏ trong đó, nhưng mà biết được tiếng Anh sớm đó, thành ra anh trên trên sân quay anh là vừa làm thông dịch viên, cũng như ngày hôm nay anh làm thông dịch viên cho em đó, thì từ bé rồi, và anh trở thành một extra leader, tất nhiên là người ta giao cho anh 50 người quần chúng, thì anh take care về vấn đề họ lãnh lương,
mỗi ngày họ tới sân quay, họ thay quần áo, họ treo lên, họ gắn với thế nào gì đó để họ mặc đồ dân Việt Nam. Thì từ từ đó lên. Nhưng mà cái nói chung đó em, là cái ngành điện ảnh là mình phải học. Mình không học thì không thể nào mình làm được hết. Chẳng hạn như anh bây giờ, anh chuyên môn về bên artistic, nghệ thuật. Cái job của anh bây giờ là engineer hay là như là cameraman, họ làm, họ bấm máy anh làm. Anh không rờ vô. Nghiệp đoàn của anh không cho phép anh rờ vô máy. Nhưng anh có ý kiến. Rồi họ làm được hay không? Rồi họ làm tới mức 80% thì anh sẽ báo với giám đốc sản xuất và đạo diễn, hay họ làm cái theo 80% có đủ chưa? Nếu mà đạo diễn nó tôi cảm thấy chưa đủ, là anh phải push cái nhóm technical này làm cho nó tới cái mức họ yêu cầu. Tức là sao hỏi anh, thằng hại như một cái phim đưa xuống xong rồi anh ngồi anh duyệt lại. Anh duyệt lại hết, và anh coi cái nào hư thì có thể phải đi quay lại. Ừ. Còn cái chương trình quay lại rất là khó khi bởi vì em đã rồi. Giải toán đoạn phim rồi đúng không? Em kêu trở lại rất là tốn kém và xin giấy phép. Thành ra họ dùng cách là dùng kỹ xảo hay là họ dùng những tài tử phụ đó rẻ hơn để mà kéo dài cái thời gian miss chừng 1-2 second thôi của tài tử chánh. Thanh Hương đồng ý với anh là bất cứ một cái ngành nào mình cũng phải có học, cũng như là một người đọc tin tức, không phải ai cũng đọc được. Đúng phải rồi, biết em, cách em. Đọc thì cũng như Thanh Hương chắc cũng vẫn phải đi học thêm. Mình nhiều khi những cái gì mình đang phỏng vấn hoặc mình lên đài cũng không có đúng hả không anh? Đúng thì rồi. Chắc là phải xin nhận anh có nhận đệ tử không? Wow, nếu mà mai mốt bắt đầu anh vào tuổi già thì cái này tâm sự riêng với Hương ha, với quý vị của chương trình Today and Tomorrow. Maybe mai mốt già về hưu đó thì anh sẽ mở những lớp để huấn luyện cho các em diễn xuất trước camera như thế nào, diễn xuất trên sân khấu như thế nào, và muốn làm phim producer thì phải như thế nào. Nếu mà mình không có tiền, mình làm giám đốc điều hành. Giám đốc sản xuất là người bỏ tiền, còn giám đốc điều hành là người mình manage. Thì đó là cái position của anh bây giờ. Thì mình manage, thí dụ như họ đưa cho anh một cái kịch bản. Hương đưa cho anh kịch bản Hương. Vậy nè, về bố em. Bố em làm một cái chuyện này rất là hay trong cuộc đời của him. Là bây giờ em muốn làm cái phim này, bố em và ai ở trong community mà nói về truyền thanh, truyền hình là phải biết bố em thì làm cái chuyện. Thì anh coi xong, Hương ơi, em có khoảng bao nhiêu tiền? Thế giờ em có 1 triệu. Thì anh sẽ nói ok, anh sẽ kiếm cho em được bao nhiêu cái xe hơi, bao nhiêu người quần chúng, bao nhiêu bộ đồ. Và những cái xe mà cái thời bố em mới qua Mỹ, đời 70, 80 gì đó. Anh phải xét hết, phải làm hết. Tất nhiên là những cái xe mới thời này là không bao giờ thấy được nữa hết. Và block đường như thế nào, xin giấy phép thế nào, insurance như thế nào. Từ A tới Z của cái phim. Nhưng mà thưa anh, tại sao những người tài tử Trung Quốc với lại Đài Loan họ lại được người Mỹ chấp nhận mà coi những cái phim của họ rất là nhiều, mà tại sao cái phim Việt Nam mình lại không có được như vậy? Well, tài tử Việt Nam mình. Nói về tài tử Việt Nam thì anh em trong nghề cho phép cho nói một cách rất là thành thật. Thứ nhất, tài tử Việt Nam đến giờ phút này vẫn còn lồng tiếng, vẫn còn chuyển âm, không có xài giọng của mình. Do đó khi cái phim anh làm với cố tài tử Đơn Dương, anh qua đời rồi, thì anh bị cái problem là anh quen chuyển âm bên Việt Nam rồi. Tất nhiên anh nói hello how are you đi, thì anh chỉ cần rồi có người nhép giọng vô cho anh. Anh quen cái lối diễn rồi, anh không cần nói to, anh không cần la hét gì, anh chỉ làm cái điều bộ thôi. Thì có người vô lòng tiếng chuyển âm đó vô cho anh. Khi anh qua Mỹ, anh làm với đạo diễn Mỹ, đạo diễn nói no, you have to use your own voice. Anh phải dùng cái giọng thật của anh. Thì anh bị khớp. Thì trong cái phim đó chỉ có vai ảnh là hay thôi. Thì anh trẻ quá, anh không hợp vai đó, anh không có. Nhưng mà lúc anh đi chơi thì agent cho lại trình bày cái vấn đề là anh Đơn Dương, cái là anh không có mang xe, không bắt đầu cái scene được. Thì cần một người mớm cái câu đó, anh Đơn Dương vô. Thì họ viết ra một cái vai mớm cho anh. Tất nhiên là mỗi một cái scene, bắt đầu scene anh nói dạ thưa thủ trưởng, ngày hôm nay chúng ta có máy bay thẳng tới hay gì đó, thì là anh mới bắt đầu anh châm vô. Còn nếu mà anh sạc thì anh hơi bị khớp. Thì đó là những cái mà đó là cái mà mình đi backward, trong khi Trung Quốc và Việt và Đài Loan, Hồng Kông họ đã người diễn viên tự nói giọng của mình. Thì khi em nói tự giọng của em thì khán giả nghe họ cảm xúc hơn chứ. Chứ cái người làm chuyển âm, người lồng tiếng, chọn một ngày họ làm bao nhiêu tập. Họ đâu có để hết nội tâm vô đó được để mà diễn giống như một người diễn viên được. Do đó chẳng hạn như những tài tử lớn của hạng A của Mỹ đó em. Khi mà mình mời họ trở vô để họ lồng tiếng, chuyển âm lại một cái câu nào của họ mà vô tình cái lúc thâu bị hư đó,
họ làm khó dễ lắm. Họ nói trời ơi, lúc đó tôi đang quay ở sa mạc, nóng nực bao nhiêu cái cảm giác của một người khổ sở, và bây giờ anh đưa tôi vô một cái máy lạnh mát mẻ như vậy, làm tôi diễn ra một cái người đang ở bị tù, làm tù binh được. Những cái khó đó. Cảm ơn anh Joseph Hiếu, tài tử Joseph đến với chương trình Today and Tomorrow ngày hôm nay và ngày mai. Thì thưa anh có những đam mê hoặc là những cái gì cho phim Việt Nam hoặc trên tương lai trên nước Mỹ không thưa anh? Mình còn một phút để xin anh. Ok, được. Thứ nhất là giấc mơ của tôi là mình làm một cái phim về vượt biên cho chuẩn, rất là chuẩn, rất là rõ ràng và rất là hay và chi tiết nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có quá nhiều những anh hùng như là tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Hưng, tướng Phú là những người rất là anh hùng. Đó là những câu chuyện chúng ta nên kể. Và cái mà anh nói cái này ra em hiểu liền là cái mà anh em mình survive, sống sót được cho đến ngày hôm nay. Từ hồi anh em mình qua đây có mười mấy tuổi mà bây giờ tụi mày giờ hàng năm, hàng sáu rồi. Tụi mình trải qua và bố mình, em trải qua và xong bố mẹ của mình đã ra đi rồi, mất rồi. Để tạo nền tảng cho chúng ta thì chúng ta phải trải qua bao nhiêu con đường để ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau. Do đó khi mà mỗi lần nghe những cộng đồng mà có cái gì chia rẽ, anh rất là buồn. Ở như hồi nãy em mấy cái show trước em chia sẻ với mấy ông Mỹ đó, thấy rõ ràng chia buồn quá. Là vì tại sao chúng ta có một nhóm một chút mà cứ nay đánh nhau đánh mai, rồi để cho người Mỹ, thậm chí em Mỹ không có nhiều người đi xin phiếu đó. Rồi shut the door, họ không nói, I don't want to deal with it, em buồn không? Wow, thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang tâm tình với tài tử Joseph Hiếu. Ngày mai những cái giấc mơ gì của anh em mong là sẽ thành, và đây cũng là một ước mơ của rất là nhiều người Việt Nam, là chúng ta sẽ đoàn kết và có một cộng đồng Việt Nam tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay và ngày mai. Cảm ơn Phở Quyên lúc nào cũng bảo trợ chương trình, và xin quý vị nhớ, quý vị muốn coi tiếp những cái chương trình khác mà quý vị không coi được, xin quý vị có cái QR code, cho quý vị chỉ cần lấy cái phone của mình scan vào và sẽ lên hết những cái chương trình trong YouTube. Wow, dễ vậy em, rất dễ ha. Và quý vị nhớ là subscribe để cho chương trình của Bosa Ticket là hôm nay sẽ có tiền để tiếp tục có những cái chương trình hay hơn đến quý vị. Cảm ơn anh Joseph Hiếu và chúc cảm anh sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn Today Tomorrow, and kính chào quý vị khán giả của đài. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Phở Quyên 714-896-0928, 896-0928. Mời quý vị đến thưởng thức ngay tô mì Quảng Phan Thiết tại Phở Quyên.